Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cần Thơ vừa diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 8. Tới dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất vào thành phố này. Và tại đây thì Cần Thơ đã kêu gọi đầu tư 124.000 tỷ đồng, tương đương với 5 tỷ rưỡi đô la Mỹ vào 54 dự án. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 doanh nghiệp với tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng và ký 19 thỏa thuận hợp tác đầu tư với số vốn dự kiến lên tới 85.000 tỷ đồng. Đánh giá cao các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư lớn vào Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu không có sự hiện diện của các nhà đầu tư thì Cần Thơ không có được những thành quả như hôm nay. Không chỉ mong muốn nhà đầu tư nói phải đi đôi với làm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đề nghị các doanh nghiệp hãy đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, một tiềm năng rất lớn không chỉ ở Cần Thơ mà còn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi muốn mang chai nước này lên đây để nói người ta mua những cái quả chanh dây ở đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ hoặc là ở Tây Nguyên để họ chế biến ra một chai nước có giá trị gần 50.000 một chai này. Mà cái chuỗi phân phối này toàn cầu, cái giá trị nó nằm ở trong cái chế biến này rất lớn chứ không phải là cái thô mà chúng ta đang có hiện nay. Cái phân tích của quý vị, cái đầu tư quý vị đi tới hướng đây. Quảng bá giúp Cần Thơ tới các nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng thành phố này đang khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,4 lần và sức mua đứng thứ 3 cả nước. Đặc biệt tới đây, Cần Thơ còn phát triển đột phá nhờ cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ và một số quốc lộ khác sẽ rút ngắn thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh từ 3 tiếng xuống còn một nửa. Bên cạnh đó, với chính sách mở cửa bầu trời, Vietnam Airlines, Vietjet hay Bamboo Airways sẽ mở các đường bay trực tiếp từ các nước đến đây, Cần Thơ sẽ náo nhiệt như một trung tâm. Vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Cần Thơ phải tận dụng được cơ hội này để đưa nơi đây thành một thành phố đáng sống.